xin chào tất cả mọi người. Bữa nay là xong toàn bộ rồi mọi người. Bây giờ phần con đùi, giờ còn có 7 cặp nữa là xong rồi. Trưa nay lên con lương xong luôn rồi, thợ chuyển về bên chị Vinh đó mọi người. Bữa nay nữa là xong rồi đó mọi người, Reno 130 xong phần con đùi rồi, trưa nay thợ đóng con lương xong rồi qua bên chị Vinh sửa ghe cũ của mọi người cho vận động viên để tập trên sông. บาดตาเชื่อสุดได้บังโอนปกไม้เลยบรรดาสังคมยูทูปบาดเงินตองทอมทีวีเมื่อวัดจำปาเมื่อแจงลำบอกตุกยีตาให้เงินนั้นลังกองแกงนั่งจังหายยีตาเอาแต่ผมบวนปามกองเต้ยตุกเมนต่างอาหารสามสับปีดอลสามสับบวนกองตึงนกกระดาลปอนั่งใส่สับปรามผมปอบีบาดลังดัลกระดาหอกเลยนั่งหาสับเบียปรามมาสับเบียปรามเวงบันดอยมาเพย์ผมบุญดัลสามสับจำเนาะเฮลเกียห้าสับเป็นใบได้หกสับได้ยังตาบางเบาเกี่ยงจุดจำปาบ่อนายคงหวังเถียงพันกองดุยแล้วมาเงยตงกงก็บาเมย์บุ้งกับกงสึกเชื้อ vận động viên khoảng năm mười bảy đến năm mười chín sáu chục người đó mọi người. Quá đẹp luônchiều dài của ghe đó khoảng 29 đến 30 mét, luồng cái phần mũi và phần lái sau luôn đó mà. Bữa nay nó là xong rồi, thợ chuyển về bên chợ Vinh sửa chiếc ghe chợ Vinh ghe để cho vận động viên tập được trên sông đó mọi người. Tổng cộng nó có 34 cặp con đùi, sức chứa khoảng 57 đến 60 con đùi luôn, luôn tại luôn ngồi mũi. Độ rộng của ghe đó khoảng 45. Chiều cao từ đáy lên dáng nhảy là khoảng 50 đến 55. Cộng là nó có 34 cặp con đùi. Bữa nay là xong rồi, chưa chút về thợ đóng con lương xong là thợ về bên chị Vinh để chừng nào có lợi gác đầu này kia đó thì Dũng Thơm TV lợi quay tiếp cho mọi người đón xem. Mọi người thấy kênh Dũng Thơm TV nhớ dùng đăng ký ủng hộ, like, share cho Dũng Thơm TV để có động lực đi tiếp cho người sắp về
môn ghe đua và truyền thống của Sóc Trăng, còn gọi là môn thể thao vua mọi người, vào lễ hàng năm vào rằm tháng 10 mọi người. Làm xong là quá chuẩn, quá đẹp luôn mọi người. Thấy không? Đều luôn, đều gan luôn. Xong rồi cắt vậy cho nó đều mọi người. Dạ thì cũng giải nhiều lắm mọi người, nhưng mà giải nhất nhì thì nó ít, giải ba thì nó nhiều. Đã hoàn thành phần con đuôi mọi người. Đã hoàn thành xong rồi đó. Chiều nay thợ về vài bữa nữa mới lại lên đóng con lươn luôn. Thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh Dũng Thơm TV nhé. Bà ta xuống đây bằng phụ cũng mai nó lườm đạt xuống cũng YouTube bạn. Đậu lên công hơi ỏi với ta bằng phụ huynh được nè bạn. Đậu chen đẹp trong tàu té kia bình ngày tiết tàu bình tàu nó càng long. Tàu sửa cục cha nó bị hát rồi nó hát nó không tức. Đậu có xôn chuẩn bị bằng phụ huynh cũng mai dân nè. Thả dưa mà tích còn đập ngay tới bình chén mau lần quay lại nghe con tông nhưng mong chén thay mình xa tới chủ động ổn chắc là nó lâu đã dùng YouTube còn học cái này bạn xong học cũng